Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những tài liệu khác nữa được chia sẻ bởi CryptoKoan. Thì đây là cái thông tin liên quan tới những thời đào. Thì cái bản hiệu CryptoKoan đã chỉ ra được đó, cái đường màu đen này chính là giá của Bitcoin, và cái đường màu đỏ này là bao nhiêu những đồng Bitcoin được nạp lên trên những sàn giao dịch đến từ những thợ đào. Thì các bạn thấy rất rõ ràng là có rất nhiều những cái thợ đào đã đẩy rất nhiều Bitcoin lên trên những sàn giao dịch trong cái thời gian qua, cho nên cái đường màu đỏ này mới có sự tăng trưởng mạnh như vậy. Thì tình hình bây giờ là các bạn thấy được là trước khi mà có tweet của Elon Musk thì giá Bitcoin đang đi về cái xu hướng là 31.000. Thuận nhận được những thông tin mà Thuận mới vừa chia sẻ với các bạn, thì bây giờ chúng ta thấy được là phải tiếp tục chờ đợi coi là giá Bitcoin sẽ phản ứng như thế nào. Trong vòng mấy tiếng hồi vừa qua đó thì các bạn thấy được là giá đã có cái xu hướng đi hàng ngang, và bây giờ là vẫn đang ở cái mức là 34.819. Và thật ra các bạn có thể biết là trong một mùa tăng trưởng đó, chúng ta có thể thấy được giá Bitcoin điều chỉnh xuống cái mức là khoảng 30-35% là một chuyện cũng rất bình thường, thậm chí là hơn 40 cũng đã từng xảy ra, 50 thì là một điều mà rất là hiếm. Cho nên nếu như mà Bitcoin điều chỉnh 50%, có nghĩa là từ 42.000 mà điều chỉnh xuống còn 21, thì đó là điều rất đáng lo ngại với Thuận. Nhưng mà tình hình tới cái đỉnh cao của gần đây cho chính là cái đỉnh là 42.000, mà nếu như mà các bạn thấy là Bitcoin điều chỉnh tổng cộng là 35% thì các bạn thấy được là gần đây khi mà điều chỉnh xuống tới cái mức đó là 27.000 là điều chỉnh khoảng chừng là 34,09%. Thì nếu như mà điều chỉnh đủ 35% đó thì các bạn thấy là Bitcoin sẽ xuống tới cái mức là khoảng chừng 27.200, 27.000. Thì nếu như Bitcoin đi xuống còn 27.000 thì Thuận vẫn nghĩ đây là một cái đợt điều chỉnh bình thường. Nếu như mà xuống sâu hơn nữa, như là xuống 50% thì chúng ta phải coi lại, coi là có điều gì đó không đúng xảy ra trong một cái mùa tăng trưởng, chứ còn điều chỉnh 35% thì cũng là một điều bình thường mà thôi. Thì chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin trong cái thời gian một tháng qua thì nhiều bạn sẽ nói là tại sao mà chúng ta nhìn vào biểu đồ nến tháng đi, thì chúng ta nhìn vào biểu đồ nến tháng các bạn thấy được đó là, để zoom ra để các bạn thấy rõ hơn. Thì nhìn vào biểu đồ nến tháng đó các bạn sẽ thấy là liên tục nhiều tháng từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì giá cả tăng trưởng rất là nhanh. Các bạn cũng đã thấy là bắt đầu là tháng 10 đó Bitcoin đi từ cái mức là 10.000, sau đó đến tháng 11 thì Bitcoin lên tới 20, đến tháng 12 thì Bitcoin lên tới 30, và đương nhiên tháng 1 Bitcoin lên tới 42 nhưng mà lại đi ngược cho xuống. Thì chuyện đang xảy ra đương nhiên là có rất nhiều người chốt lời. Các bạn thấy được là những người mà đang có lời đó trong cái thời điểm từ tháng 10 đến tháng 11 đến tháng 12 cho đến tháng 1 thì nhiều người họ có lời, họ không dám chốt. Thì tại vì sao họ có lời, họ không dám chốt? Tại vì Bitcoin đó ngày nào ngày nọ cứ lên rất là nhanh, cho nên họ không dám chốt, họ sợ là chốt thì ngày mai lại lên nữa. Cho đến khi nào mà Bitcoin cái dấu hiệu đó là khựng lại, bắt đầu đi xuống thì lúc đó người ta mới chốt lời, và đó chính là cái thời điểm của tháng 1 mới đây. Thì tại sao Bitcoin khựng lại mà không tiếp tục tăng trưởng nữa? Lý do là tại vì các bạn thấy là những thông tin mà chúng ta nhận được từ tháng 10, tháng 11, tháng 12, những thông tin đó là những thông tin liên quan tới có rất nhiều những công ty lớn đang FOMO trong thị trường này. Trong đó chúng ta có thông tin liên quan tới MicroStrategy, chúng ta có thông tin liên quan đến những công ty như là công ty Mass Mutual, những nhà đầu tư lớn như là Paul Tudor Jones. Thì cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy là có những công ty lớn vẫn tiếp tục thu mua, như là chúng ta nghe tới thông tin liên quan đến công ty Grayscale, chúng ta nghe nói tới thông tin liên quan tới MicroStrategy thì vẫn tiếp tục thu mua, nhưng mà không có nhiều như là trước đây. Các bạn thấy được là cái sự sôi động liên quan đến những cái nhà đầu tư lớn đã không có nhiều như là trước đây. Thì chúng ta muốn thấy được nhiều những công ty mới nữa tham gia vào thị trường này, thu mua Bitcoin cũng như là MicroStrategy cũng như là Mass Mutual, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có những điều đó xảy ra. Nhưng mà tôi nghĩ là có thể xảy ra, tại vì có một cái hội nghị sắp sửa xảy ra tuần sau, đó chính là hội nghị mà được gây dựng bởi công ty MicroStrategy. Đó chính là cái công ty mà chúng ta cũng đã biết là công ty khởi đầu lưu trữ rất nhiều Bitcoin, và công ty này trước đây là một công ty mà các bạn thấy là chú tâm về bán những cái sản phẩm liên quan đến những cái phần mềm thông minh. Nhưng mà các bạn thấy là bây giờ công ty này là hầu như đã chuyển qua thành một công ty thu mua Bitcoin rồi. Công ty này bây giờ là trên thị trường đáng giá là 5 tỷ và trong đó vốn hóa 3/5 là bây giờ đã đến từ Bitcoin rồi. Thì chúng ta nhìn vào công ty MicroStrategy này đó, họ đã đưa ra một cái hội nghị. Hội nghị này sẽ bắt đầu vào ngày 4 tây tháng 2, nghĩa là thứ Năm tuần sau. Thì công ty này đã có một người CEO mà rất là có khiếu nói chuyện, đó chính là MicroStrategy CEO Michael Saylor. Thì Michael Saylor này cùng với lại một số những người nổi tiếng khác sẽ là những người mà diễn giả trong cái hội nghị này. Và hội nghị này là mời rất nhiều những cái công ty mà có hứng thú muốn làm những điều tương tự như là MicroStrategy, có nghĩa là đi thu mua Bitcoin lưu trữ trong ngân khố của mình. Thì trong cuộc hội nghị này, MicroStrategy sẽ đưa những cái chiến lược những công ty này làm sao để có thể thu mua được Bitcoin với cái giá cả hợp lý, làm sao mới có thể là lưu trữ được, làm sao mới có thể là thu một coin trên những sàn nào mà không làm cho ảnh hưởng đến giá cả, vân vân. Đây là những cái chiến lược mà công ty MicroStrategy sẽ chia sẻ với những công ty khác. Và bây giờ đó thì dựa theo MicroStrategy, chúng ta có tổng cộng là gần như là 1.000 công ty là sẽ tham gia vào cái cuộc hội nghị này. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi coi tuần sau tình hình như thế nào. Nhưng mà hy vọng là chúng ta sẽ thấy thêm nhiều những công ty mới làm những điều tương tự, đi thu mua Bitcoin như là công ty MicroStrategy. Chúng ta sẽ có thêm một cái đợt FOMO mới đến từ những công ty đó để tiếp tục hỗ trợ giá cả tăng trưởng của Bitcoin. Đó là về cái phần của những công ty. Bây giờ chúng ta hãy nói tới cái phần liên quan tới những nhà đầu tư riêng lẻ đi. Thì tại sao bây giờ các bạn thấy là chúng ta có những bạn mới tham gia vào thị trường này, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy là những nhà đầu tư riêng lẻ FOMO mạnh như là năm 2017. Các bạn cũng nên nhớ là năm 2017 đó, khi mà giá Bitcoin đi từ cái mức là 5.000 lên tới 20.000 nhưng 4 lần, là cái lực mua đó không phải đến từ những nhà đầu tư lớn, mà lực mua đó đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ. Thì tại sao bây giờ chúng ta không thấy những điều đó xảy ra? Thì tôi nghĩ là một những cái yếu tố rất khác biệt thời điểm bây giờ năm 2021 so với thời điểm năm 2017, đó chính là tình hình của thị trường chứng khoán. Năm 2017 đó thì chứng khoán thực sự mà nói là không có sôi động như là bây giờ. Các bạn thấy được là thị trường chứng khoán gần đây đương nhiên là sôi động về cái vụ nổi lên của Wall Street Bets và cuộc chiến với lại những cái nhà đầu tư lớn ở Wall Street. Nhưng mà trước đó nữa, các bạn đã nhớ là năm 2020 thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cổ phiếu mang lại rất là nhiều cái lợi nhuận cho những nhà đầu tư. Ví dụ như là công ty Tesla. Các bạn thấy được là công ty Tesla đã có sự tăng trưởng rất là lớn trong năm 2020. Cho nên bây giờ đó, có một số điều các bạn cần phải suy nghĩ đến, đó chính là thị trường chứng khoán trong thời điểm năm 2021 này có rất nhiều người đầu tư riêng lẻ tham gia vào, tại vì càng ngày càng dễ dàng. Các bạn có thể sử dụng những ứng dụng như là Robinhood hay là ETrade vân vân để mà tham gia mua cổ phiếu. Cho nên cái số lượng người mà tham gia đã tăng lên, và cũng tại vì chúng ta thấy là dịch bệnh xảy ra cho nên nhiều người bây giờ ở nhà, những người mà trẻ tuổi đó họ không có đi bar được, họ không có đi chơi được, họ không có đi ra ngoài được, cũng không có xem những cái trận thể thao được, tại vì nhiều trận thể thao đã bị trì hoãn lại. Cho nên bây giờ rất nhiều người trong giới trẻ đã muốn biết thêm về tài chính và họ đã bắt đầu tham gia vào và sử dụng những ứng dụng đó để mà thu mua những cổ phiếu, và những cổ phiếu đã có sự tăng trưởng rất là lớn trong năm 2020. Cho nên bây giờ có nhiều người họ vẫn chưa có cần phải tìm đến những thị trường như là thị trường crypto. Tại vì sao? Tại vì bây giờ họ vẫn có thể kiếm được các phần trăm lợi nhuận cao ở thị trường chứng khoán, không giống như là năm 2017 khi mà thị trường chứng khoán không mang lại lợi nhuận nhiều cho họ. Cho nên không giống như năm 2017 khi mà thị trường chứng khoán không có mang lại nhiều lợi nhuận cho họ, nhưng mà bây giờ thị trường chứng khoán có thể mang tới rất nhiều lợi nhuận cho họ, cho nên họ chưa có quan tâm đến cái sự tăng trưởng của thị trường crypto. Đây là một những cái suy nghĩ cá nhân của Thuận thôi. Các bạn nghĩ thế nào thì hãy comment ở bên dưới. Thì bây giờ chúng ta hãy nhảy qua để mà nhìn vào tình hình của Ethereum đi. Thì khác với lại Bitcoin, chúng ta nhìn vào Ethereum thì Ethereum bây giờ đó là cái giá là 1.376, và thật ra ngày hôm nay các bạn thấy đã có nhiều lần Ethereum đến cái mức là 1.400 đô, thậm chí là hồi sáng này đã lên tới cái mức là 1.442 đô. Ethereum cái mức là 1.376 vẫn áp đảo cái mức là 1.400 đô. Cho nên Ethereum các bạn thấy được là so với Bitcoin thì trong vòng 2 ngày qua thì cái sự tăng trưởng nó đều đặn hơn, không giống như là Bitcoin. Và chúng ta thấy là cái lực mua của Ethereum cao hơn là Bitcoin ở thời điểm hiện bây giờ. Nhìn vào cái biểu đồ các bạn thấy được là giá Bitcoin đã trả trở lại gần hết cái sự tăng trưởng liên quan đến cái tweet của Elon Musk. Nhưng mà Ethereum thì chúng ta thấy là cũng có cái sự ảnh hưởng. Các bạn thấy được là cũng có những đợt pump lên, nhưng mà Ethereum thì vẫn trên một cái xu hướng lên trong vòng 2 ngày qua. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi Ethereum muốn phá đỉnh cũ nhiều lần. Nhiều bạn cũng rất nóng ruột, bản thân Thuận cũng rất là nóng ruột. Các bạn cũng đã biết là Thuận đầu tư vào Ethereum rất là nhiều, cho nên Ethereum vẫn là một trong những đồng mà Thuận xem hầu như là mỗi ngày rất nhiều lần, theo sát coi tình hình như thế nào, muốn thấy được Ethereum phá đỉnh cũ và thực sự là chinh phục cái đỉnh cũ, có nghĩa là phải qua khỏi 1.500 đô. Tại vì tùy theo là sàn, nhiều sàn thì các bạn thấy là Ethereum là 1.420, nhiều sàn nói là Ethereum gần lên tới 1.500, có nghĩa là phải lên 1.500 đô, và qua khỏi 1.500 đô thì chúng ta mới thấy là Ethereum thực sự được chinh phục cái đỉnh cũ là đỉnh mới. Và khi mà Ethereum trở lên thì mình thử một lần nữa, đây sẽ là lần thứ 3 tôi nhớ là Ethereum muốn phá đỉnh cũ. Và một khi mà đã phá rồi đó thì Thường có lòng tin là Ethereum cũng giống như là Bitcoin, khi mà thực sự chinh phục đỉnh cũ rồi thì giá cả sẽ đi rất là nhanh. Tại vì lúc đó chúng ta sẽ không còn có dùng cản trở nào hết. Chúng ta sẽ đi vào một cái tình hình gọi là tìm kiếm giá cả, cũng như là các bạn thấy là Bitcoin khi mà thật sự rời khỏi 20.000 đô thì chúng ta đã đi vào một cái tình hình gọi là tìm kiếm giá cả. Không có một nơi nào có thể cản được cho đến khi mà chúng ta có nhiều người chốt lời. Đây là cái tình hình liên quan tới Ethereum.